ta tìm hiểu về Network Programming thì chúng ta sẽ tìm hiểu một số khái niệm cơ bản. Đầu tiên là IP Address. IP là cái tắt của Internet Protocol. Trong mạng Internet hay là bất cứ một mạng LAN nào thì tất cả các máy tính hay là các server tham gia vào cái mạng đấy thì nó cần một cái IP. IP đấy chính là cái địa chỉ. Các địa chỉ IP này chỉ ra vị trí logic của những cái server hay là máy tính ở trong cái mạng mà chúng ta đang sử dụng. Thì hiện tại IP có hai loại là IP version 4 và IP version 6. Tùy thuộc vào cái network mà các bạn làm việc thì các bạn có thể gặp một trong hai loại hoặc là gặp cả hai loại này. IP address version 4 ví dụ như là 10.10.2 cũng có những cái .2.8 chẳng hạn. Hay là IP address phổ biến dành cho cái localhost đấy là 127.0.0.1 chẳng hạn thì các bạn sẽ tìm hiểu ở phần sau. Tiếp theo là port. Port thì được hiểu như là cổng. Thì có hai loại, một loại là về vật lý và một loại về logical. Về vật lý thì ví dụ như các bạn khi cắm chuột vào máy tính chẳng hạn, hay là các bạn cắm USB chẳng hạn, hay là các bạn cắm vào cả màn hình chẳng hạn. Đây là những cái port về vật lý. Và nó cũng có những cái port liên quan đến logical, là liên quan đến những con số. Ví dụ như là từ dài 1125, hay là port về 80, hay là 443 chẳng hạn. Thì những cái port logical đấy là những cái endpoint, tức là những cái đầu cuối liên quan đến phần mềm hay liên quan đến kết nối trong mạng chẳng hạn. Thì cho phép các bạn định danh ra cái cách mà chúng ta kết nối đến một cái server hay là một cái IP address nào đấy. Connection có thể hiểu nữa là kết nối, tức là khi các bạn muốn connect đến Facebook chẳng hạn thì các bạn cần phải có kết nối Internet đến máy chủ của Facebook. Hay là các bạn khi muốn tra Google chẳng hạn thì các bạn phải có kết nối đến máy chủ của Google để chúng ta có thể tìm kiếm thông tin trên đấy. Thì đấy là cái cách mà chúng ta connect. Để thực hiện được connect thì chúng ta cần protocol. Protocol thì các bạn có thể hiểu như là cái hình thức mà chúng ta kết nối đến một cái máy nào đấy. Thì ví dụ như đơn giản như các bạn có thể hình dung như khi chúng ta đi đường highway, tức là đường cao tốc hay là đường bình thường chẳng hạn, thì đấy là những cái cách mà chúng ta kết nối. Thì có rất nhiều đặc điểm khác nhau của protocol, thì các bạn có thể hiểu như đấy là chuẩn hóa để chúng ta kết nối giữa các máy lại với nhau hay là những ứng dụng lại với nhau chẳng hạn. TCP viết tắt là Transfer Control Protocol, còn UDP là viết tắt của User Datagram Protocol. Các bạn có thể search Google đọc thêm chi tiết về TCP và UDP. Ở trong bài hướng dẫn này thì mình chỉ điểm qua cái hai khái niệm TCP và UDP mà thôi. Thì các bạn nhớ rằng TCP liên quan đến streaming và nó luôn luôn giữ connection. Còn UDP thì nó liên quan đến datagram packet, tức là nó sẽ không có connection liên tục. Hai cái ví dụ minh họa rõ ràng cho TCP và UDP đó là TCP thì giống như kiểu các bạn khi gọi điện thoại. Ví dụ như các bạn gọi cho bố mẹ mình chẳng hạn thì các bạn luôn luôn phải giữ kết nối với điện thoại của bố mẹ. Trong trường hợp mà có một cuộc gọi khác thì các bạn vẫn phải giữ kết nối với bố mẹ nếu các bạn muốn tiếp tục nói chuyện. Trong khi đấy thì UDP giống như kiểu khi các bạn gửi mail hay là gửi bất cứ cái gì liên quan đến gói hàng chẳng hạn thì sẵn gửi đi thì chúng ta không cần phải giữ kết nối và chúng ta có thể làm việc khác, ví dụ gửi gói hàng khác hoặc là chúng ta có thể đi làm việc khác. Thì có rất nhiều đặc điểm khác nhau giữa TCP và UDP thì các bạn đọc thêm ở trên mạng. Thì đấy là một số cái khái niệm cơ bản mà các bạn cần phải biết trước khi chúng ta bắt đầu học về Network Programming.